giữa cung điện triều đình cha xét hỏi tội oan vì ông Đường là bội bạc sự ngày gian đảo lộn chẳng đêm lệnh viên sư quan tuần phải đi sơn cùng hai thần nội oan này biết hỏi cao xanh hoàng bào thank you.
thì cô quạnh, ông thì nhà hữu phúc, ông thử lòng người, ông thử lòng người trong lúc lạnh. Lần dần vượt của đôi bên
buồn buồn loan gió như biển sầm sầm. Kiềm chi tam giới hay chấp tà sát quỷ trừ tinh tôn quan tuần ngày vàng phép muốn đinh quyền ông cai quản thiên binh nhà trời. Thương nàng tôi
tinh. Ngồi nào công chúa đi, thuyền hành núi ngon, lịch thiêng đã có tiếng đồn. Tóc bay mượt mà nhìn không biết điều ra.